Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với Jack and Journal. Mình là Jack, rất vui được gặp lại các bạn trong video lần này. Và video lần này chắc chắn sẽ là một cái video để mà những cái món cocktail dành cho dịp Tết. Và đặc biệt là tại vì thường á, mình thấy những cái buổi party nó xuất hiện rất là nhiều những cái chai tequila. Và thường là chúng ta chỉ uống shot thôi. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn 10 món cocktail liên quan với rượu tequila để mà chúng ta uống trong dịp Tết. Và video ngày hôm nay chắc chắn cũng sẽ là cái video cuối cùng trước Tết Nguyên Đán năm nay. Yeah, và bắt đầu pha thôi. Nhớ nhấn like và subscribe nha. Ok, món đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là món Siesta. Và Siesta được xem là một món modern classic cocktail được tạo ra vào năm 2006 bởi một người bartender ở New York tên là Kathy Stipe. Và Siesta theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là một cái giấc ngủ trưa, giống như là a nap vậy các bạn. Và nó thường được sử dụng ở những cái đất nước mà có khí hậu nóng giống như là Việt Nam mình. Thì thường chúng ta có một cái giấc ngủ trưa khoảng 15-20 phút ha. Thì cái giấc ngủ đó thì mình sẽ gọi nó là Siesta, hoặc là đơn giản chỉ là một cái nap thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu pha nha. Rồi, thành phần mình cần cho món này đầu tiên là mình sẽ cần một chai Blanco Tequila. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ chai Blanco Tequila nào cũng được ha. Và Blanco thì nó sẽ kiểu Blanco nó khác với lại Reposado và Añejo, là tức là nó sẽ không qua thời gian ủ trong thùng gỗ sồi, hoặc là nếu mà ủ thì sẽ ủ rất là ít, khoảng vài tháng thôi. Cho nên là cái mùi vị nó sẽ có rất nhiều mùi vị của agave. Và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng là Jose Cuervo. Và các bạn có thể sử dụng Patron hay là 1800 hay là bất kỳ chai Blanco Tequila nó cũng được ha. Tiếp theo thì mình sẽ cần một ít một chai Campari. Đây là một chai rượu đắng có mùi cam rất nổi tiếng của Ý. Tiếp theo sau đó thì mình sẽ cần một ít grapefruit juice, là nước ép bưởi. Các bạn có thể sử dụng nước ép bưởi hồng hoặc là nước ép bưởi xanh đều được hết. Tiếp theo là mình sẽ cần một ít lime juice, và cuối cùng mình sẽ cần là một ít simple syrup. Ok, bắt đầu pha thôi. Và mình sẽ shake cái món cocktail này lên, cho nên là mình sẽ ướp ly và ướp shake luôn nha các bạn. Và cái ly mình sẽ sử dụng cho ngày hôm nay đó chính là một cái ly coupe như thế này. Các bạn có thể sử dụng ly martini cũng được. Rồi, mình sẽ lần lượt cho các nguyên liệu vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 45ml của Blanco Tequila. Sau đó là 15ml của Campari. Tiếp theo sẽ là 15ml của grapefruit juice, là nước ép bưởi, hoặc là thường mình học á, thì nó sẽ gọi là pomelo juice. Nhưng mà thông thường trong cocktail thì mình hay sử dụng là grapefruit juice, và nó cũng không có quá khác biệt gì mấy so với lại cái bưởi mà mình sử dụng ở Việt Nam. Rồi sau đó là 15ml của lime juice. Và cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây là 15ml của simple syrup để mà cân bằng lại cái vị ngọt và đắng, cân bằng lại cái vị chua và đắng của lime juice và của lime juice và của Campari. Yum. Ngon quá. Beautiful, nó sẽ hơi. Mình muốn cho thêm một xíu chanh nữa. Rồi, mình sẽ cho đá vào và lắc lên thôi. Ok, và mình sẽ double strain ly nha. Cái màu hồng đẹp quá.
beautiful. Và cuối cùng thì mình sẽ trang trí nó với lại một lát cam nha các bạn. Ok, sẽ cắt đều đều một xíu, bớt nhẹ để cho nó có cái mùi cam. Rồi sau đó là mình kẻ gắn lên miệng ly thôi. Beautiful. Và đây là món siesta. Tiếp theo sẽ là một món rất là dễ làm với rượu tequila. Món này mang tên là Matador, hoặc là Tequila Matador. Là một trong những món have to know, là have to try của tequila. Và Matador được tạo ra rất là lâu đời rồi ở Mexico. Và đến nó lâu đời đến nỗi là người ta không biết được nguồn gốc và ai tạo ra nó và tạo ra nó vào năm nào. Những cái sách vở mà ghi lại công thức chính xác nhất và sớm nhất được tìm thấy là của Trey David trong cuốn Trey David's Bartender's Guide, được tái xuất bản vào năm 1972. Và đây là một món cocktail gồm có 3 thành phần thôi. Thứ nhất là tequila. Các bạn có thể chọn Reposado hay là Blanco đều được hết. Và nhưng mà mình khá là thích cái mùi của Blanco tequila, cái mùi của agave, cho nên là mình sẽ sử dụng cái chai tequila Blanco này ha. Thứ hai, mình sẽ cần là một ít pineapple juice. Các bạn có thể sử dụng nước ép thơm tươi cũng được, hoặc là trong hộp cũng được, nhưng mà nước ép thơm tươi thì lúc nào nó cũng sẽ ngon hơn. Và thứ ba, mình sẽ cần là một ít lime juice. 3 thành phần rất là dễ làm luôn. Ok, bắt đầu làm thôi. Và mình sẽ lắc cái món cocktail lên, cho nên là mình sẽ ướp ly và ướp sát luôn nha. Thì mình sẽ sử dụng cái ly cube nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là trong ly martini đều được nha các bạn. Ok, mình sẽ đổ đá vào. Sau đó thì mình cũng sẽ ướp sét luôn nha. Rồi, chỉ có 3 thành phần thôi, rất đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 30ml của tequila Blanco, hoặc là các bạn có thể cho vào 45ml cũng được nha. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây là 60ml của pineapple juice. Và tiếp theo sẽ là 15 hoặc là 22.5ml của lime juice. Mình sẽ cho vào khoảng 15ml nha. Và mình sẽ thử nó một miếng. Yum. Cho vào một miếng bưởi nữa. Và mình cảm giác nó hơi chua một xíu, cho nên là mình sẽ dằn nhẹ với lại một ít sugar syrup khoảng 5ml thôi. Ok. Beautiful. Dạ, yeah, cái độ chua của cái món cocktail này nó cũng tùy thuộc vào cái độ chua của pineapple juice mà các bạn sử dụng đó nha. Cho nên là các bạn tùy chỉnh, tại vì nếu mà thơm mà chua cộng với lại chanh mà chua nữa thì các bạn uống sẽ rất là khó. Cho nên là các bạn có thể tùy chỉnh và dằn nhẹ với lại một xíu simple syrup cũng được. Bây giờ thì mình sẽ bỏ đá vào và lắc lên thôi. Ok. Và mình cũng sẽ double strand vô ly luôn nha. Và đơn giản là mình sẽ trang trí nhẹ với lại một cái lát chanh khô. Cái này gọi là dehydrated lime. Thì các bạn có thể mua ở mấy cái shop pha chế, hoặc là các bạn có, nếu có máy sấy trái cây khô thì các bạn có thể bỏ chanh vào sấy, rất là đẹp luôn các bạn. Để cho nó nổi trên trên. Beautiful. Và đây là món tequila Matador.
Và món thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là món Harry's Matador. Đây là một cái version khác của món Tequila Matador mình mới vừa hướng dẫn. Và thật ra là cái phiên bản này nó cũng hơi khác một xíu so với lại cái phiên bản gốc. Nhưng mà cái version này nó khá là nổi tiếng, cho nên là mình muốn giới thiệu cho các bạn luôn. Và món này được tạo ra ở Harry's New York Bar bởi Evan Matakin. Và Evan Matakin cũng đã nói về việc lựa chọn tequila là you need the wood age for the cocktail to come alive, for a blanco you just lose it. Có nghĩa là nếu mà bạn sử dụng bạn cần phải sử dụng tequila đã được ủ trong thùng gỗ sồi rồi, còn nếu mà các bạn sử dụng tequila blanco thôi á thì bạn sẽ làm hỏng cái món cocktail này mất, bởi vì cái món cocktail này cần cái sự cái mùi vị của đã phát triển của tequila trong thùng gỗ sồi, là nó hơi kiểu sô cô la một xíu, nó hơi kiểu cái mùi gỗ một xíu. Yeah, và đó chính là lý do mình sẽ cần một chai Reposado. Thật ra đúng ra thì các bạn nên sử dụng những cái chai Reposado của những cái hãng ví dụ như Patron hay là 1800, hay là Don Julio hay là Herraruca thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bởi vì video này thì dành cho những bạn kiểu như mới vừa pha chế, và mình nghĩ là cái chai này nó khá là quen thuộc với các bạn, và đây cũng là một chai Reposado. Bởi vì cái chai này thì người ta ủ trong thùng gỗ sồi nó hơi ít một xíu, và cái mùi những cái mùi vị của gỗ sồi hay là những cái mùi vị chocola thì nó sẽ không có phát triển, những cái mùi vị vani đồ này kia nó sẽ không có quá nhiều trong cái chai này, nhưng mà nó vẫn có. Nếu được thì các bạn sử dụng những cái hãng khác thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo mình sẽ cần là một chai Dry Vermouth. Dry Vermouth thì các bạn đã quá quen thuộc với những ở trong ly Martini rồi ha. Và tiếp theo đó chính là một chai Grand Marnier. Thì Grand Marnier là một có nhiều bạn hỏi là Cointreau với lại Grand Marnier thì khác nhau nhiều hay không. Thì thật ra là bởi vì Grand Marnier nó là rượu nền của nó là Cognac, cho nên là cái giá của nó khá là cao, và cái mùi vị của nó cũng sẽ hơi kiểu có mùi của Cognac nhiều hơn là mùi cam. Còn Cointreau thì nó cái mùi cam của nó sẽ nhiều hơn. Và cuối cùng thì mình sẽ cần một ít orange bitter. Ok, bắt đầu pha thôi. Ok, và mình sẽ khuấy cái món cocktail này lên, cho nên là mình sẽ ướp cái mixing glass và ướp ly luôn nha. Rồi, mình sẽ khuấy nhanh lên một xíu. Ok. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 60ml của Reposado Tequila. Cái món này thì phải là Reposado nha các bạn. Sau đó là 22.5ml của Dry Vermouth. Dàn nhẹ một xíu với lại Grand Marnier để tạo mùi cam. Thì mình sẽ sử dụng là 7.5ml nha. Và cuối cùng là 3 dash của Orange Bitter. Rất là nhiều cái mùi cam trong cái món này. Rồi, sẽ bỏ đá vào và khuấy lên nha các bạn. Mình sẽ khuấy nó trong vòng khoảng 20 đến 30 vòng. Yum. Ngon quá. Và mình sẽ lược đá ra nha các bạn. Beautiful. Để vớt cái cục đá. Và cuối cùng thì mình sẽ trang trí nó với lại một cái lách vỏ cam, cái miếng vỏ cam. Sẽ cắt nó đẹp đẹp một xíu rồi
Sau đó là mình sẽ lấy một cái cây ghim. Ghim vào mình để lên thôi. Beautiful. Và đây là món Harry's Matador. Và món thứ tư mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là món Infante. Và món này được tạo ra bởi Joseph Gonzalez vào năm 2009 khi anh đang làm việc tại Dutch Q Bar ở thành phố Long Island. Và Joseph Gonzalez đồng thời cũng là tác giả của món cocktail sử dụng rất là nhiều Angostura Bitter, đó chính là món Trinidad Sour. Và nguyên liệu dành cho món này thì nó rất là đơn giản luôn các bạn. Thứ nhất là một chai tequila blanco, thứ hai là một chai orget. Thì những bạn nào chưa biết orget thì nó là almond syrup, là một syrup của hạt hạnh nhân. Các bạn có thể homemade cũng được, hoặc là các bạn có thể mua hãng morning cũng được. Và thứ ba mình sẽ cần là một ít lime juice, vậy thôi, chỉ có ba thành phần. Và mình sẽ cần một ít là orange flower water. Nếu mà các bạn không có thì các bạn cũng không sao hết. Các bạn có thể mua cái chai này ở những cái chỗ mà làm bánh đó các bạn, những cái chỗ bán đồ làm bánh đó, thì các bạn có thể mua nước hoa cam được. Và đây là bốn nguyên liệu, bắt đầu pha thôi. Rồi, và mình sẽ lắc cái món cocktail lên cho nên là mình sẽ ướp ly và ướp shake luôn nha. Và rất là đơn giản luôn các bạn, mình chỉ cần bỏ lần lượt các nguyên liệu vô thôi. Đầu tiên mình sẽ bỏ vào đây là 60ml của tequila blanco. Các bạn thử có thể sử dụng của bất kỳ hãng nào cũng được ha. Patron hay là 1800, Haruka hay là Don Julio đều được hết. Tiếp theo sau đó thì mình sẽ bỏ vào đây là khoảng 22.5ml cho đến 30ml của lime juice. Sẽ bỏ vào đây khoảng 22.5 trước thôi, để xíu nữa mình có thể cân bằng lại. Và sau đó thì mình sẽ bỏ vào đây là khoảng 15ml của almond syrup. Beautiful. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây là 3 dash của nước hoa cam, orange flower water. Thêm một ít nữa đi. Ok. Hơi ngọt một chút. Mình sẽ cho thêm một miếng chanh nữa, khoảng 5ml thôi. Beautiful. Mình nghĩ mới nãy thì nó vừa với lại những bạn nào mà thích ngọt rồi. Tức là mình thích chua một xíu cho nên là mình sẽ thêm một xíu chanh vô. Rồi. Và đá vào và lắc lên thôi các bạn. Beautiful. Và mình sẽ thay đá mới cho cái ly này. Mình sẽ rót trực tiếp rồi luôn nha. Beautiful. Cho thêm chút đá nữa. Rồi, mình sẽ trang trí nó với lại tùy bạn thôi, trang trí nó với lại mint, với lại chanh khô, rồi một xíu nutmeg nữa. Rồi. Vào đây. Sau đó là một lát chanh khô. Và cuối cùng là một ít nutmeg. Beautiful. Và đây là món Infante.
Và món thứ năm sẽ là món Demon Handle. Món này được tạo ra bởi Tiffany Kerr vào năm 2019 khi cô đang làm việc tại Miss Carousel Bar ở Houston, Mỹ. Và Demon Handle này là một cái từ khi mà dịch ra tiếng Việt á, thì nó sẽ giống như là một cái công tắc an toàn, là hoặc là một cái cần gạt an toàn được sử dụng khi mà gặp sự cố, và thường được gọi và thường được sử dụng khi ở trên tàu hỏa hoặc là trên cái tàu điện ngầm đồ này nọ các bạn. Ok, và nguyên liệu cho cái món này thì nó sẽ tự tựa như là món Infante mà mới nãy mình giới thiệu với các bạn. Và món này thì nó sẽ là tequila blanco, một ít orchard, lime juice và thành phần khác với lại cái món mới nãy, đó chính là apero. Thì đây là một cái là một cái dạng giống như là aperitif, giống như là Campari luôn, nhưng mà nó cùng chung một cái dòng họ chung với là Campari, nhưng mà apero thì nó sẽ hơi ngọt hơn một xíu so với là Campari. Nó vẫn có vị đắng nhưng mà nó sẽ hơi ngọt một xíu. Và cái món cocktail rất nổi tiếng với lại apero đó chính là apero spritz, khi mà pha apero chung với lại prosecco và soda. Yeah, mình sẽ bắt đầu pha cái món Dead Man Handle thôi. Rồi, mình sẽ lắc cái món cocktail này lên, cho nên là mình sẽ ướp sét nha các bạn. Ướp sét. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho vào đây là 45ml của tequila blanco. Và sau đó là 22.5ml của apero. Apero thơm quá. Rồi, 15ml của lime juice. Và cuối cùng là 15ml của orange. Màu của cái ly này sẽ rất là đẹp luôn các bạn. Ngon quá. Ngon quá. Ok. Bỏ đá và bắt lên thôi các bạn. Rồi, mình sẽ cho đá vào và strangely nha mày. Ôi cái màu xinh quá. Rồi mình sẽ trang trí nó với một cái lá chanh. Cái này quá đẹp luôn, cái màu rất là đẹp luôn. Và đây là món Dead Man Handle. Ok, và món thứ 6 sẽ là món 212. Món này là một cái món cocktail khá là đơn giản, kết hợp giữa Reposado Tequila Apero với lại Grapefruit Juice. Và món này được tạo ra bởi Rian Figuera tại quán bar của ABV ở New York. Ok, bắt đầu pha thôi. Và mình sẽ lắc cái món cocktail này lên, cho nên là mình sẽ ướp sét nha các bạn. Ok, và mình sẽ cho lần lượt các nguyên liệu vô nha các bạn. Đầu tiên sẽ là 60ml của Reposado Tequila. Quá đơn giản. Sau đó là 30ml của apero. Và cuối cùng sẽ là 30ml, 60ml của Pineapple Grapefruit Juice.
những cái món cocktail của tequila, cái màu sắc nó đẹp hơn các bạn. Kiểu nó có màu hồng tại vì sử dụng Campari với lại Aperol. Rồi. Và mình sẽ cho đá vào và lắc lên thôi. Cuối cùng thì mình sẽ trang trí nó bằng một cái miếng vỏ cam nha. Rồi, đơn giản mà. Và đây là món 212. 212. Và món thứ bảy sẽ là món Medicia Latina. Và món này được tạo ra vào năm 2008 ở Los Angeles, Mỹ bởi Marcus Teller. Và Marcus Teller đã lấy cảm hứng từ món Penicillin của Sam Ross ở Milk and Honey Bar ở New York. Và anh đã thay đổi một xíu là anh thay vì sử dụng Blended Scotch thì anh sử dụng Blanco Tequila. Và thay vì sử dụng Islay Scotch Whiskey để tạo cái độ khói cho cái món này thì anh đã thay nó bằng Mezcal để tạo thêm một cái mùi vị khói đặc trưng của món Penicillin. Và vẫn giữ lime juice. Anh đã thay đổi lime juice thành lemon juice thành lime juice. Và anh vẫn giữ nguyên ginger and honey syrup. Ok, bắt đầu pha thôi. Ok, và mình sẽ shake cái món này lên, cho nên là mình sẽ ướp shake nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 60ml của Blanco Tequila. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại Blanco nào cũng được nha. Blanco Tequila nào cũng được hết. 60ml. Sau đó là 22.5ml của lime juice. Và sau đó là lần lượt là honey water và ginger syrup. Thì các bạn có thể làm riêng hoặc là các bạn có thể làm chung cũng được. Ở đây thì mình làm riêng, ở trong món penicillin thì mình đã làm chung rồi. Tức là mình sẽ quậy nước nóng chung với lại mật ong. Và sau đó là mình sẽ bỏ gừng dầm vào trong đó để mà tụi nó hòa quyện với lại với nhau luôn. Còn ở đây thì mình sử dụng riêng, tức là mình sẽ pha mật ong chung với lại nước nóng với tỷ lệ là 1:1. Và mình phải pha đường chung với lại nước nóng với tỷ lệ là 1:1 luôn ở trong này. Và mình sẽ bỏ gừng. Thì đây là ginger syrup và đây là honey water. Thì mình sẽ bỏ lần lượt là 10ml của mỗi loại nha. 10ml của ginger syrup. Và 10ml của honey water. Beautiful. Ok, và sau đó thì mình sẽ lắc lên thôi. Để mình thử trước nha. Yum. Rất là ngon. Và sau đó thì mình sẽ lược đá vô ly nha. Cuối cùng thì mình sẽ float 7.5ml của Mezcal lên trên này. Thì cho những bạn nào chưa biết Mezcal là gì thì Mezcal
thì tequila được làm từ blue agave. Mình có thể nói đơn giản là tequila làm từ 100% blue agave, còn mezcal là được làm từ các loại agave khác nhau, và cái cách nó làm thì nó cũng sẽ hơi khác nhau, cho nên là cái mùi vị đặc trưng của mezcal thì nó sẽ kiểu hơi mùi đất một xíu, và cái nó sẽ có cái mùi của khói, nó sẽ có cái mùi của khói khá là nhiều, và giá của mezcal thì thường nó sẽ đắt hơn giá của tequila khá là nhiều. Yeah, và ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng chai Riente. Mình không biết là mình đã chắc chắn là đọc đúng hay không, nhưng mà nó được làm từ 100% agave, nhưng mà nó không phải là blue agave nhiều là mình thấy ở của tequila. Cái mùi nó rất là thơm luôn. Cái mùi nó rất là thơm luôn các bạn. Thử cái nút bần này mà nó có cái mùi của khói, nó tự như là Irish Scotch vậy, nhưng mà nó có cái mùi của nó có cái mùi của tequila nữa. Và mình sẽ float 7.5ml của mezcal lên trên này nha. Beautiful. Sẽ thêm một chút đá vô. Và mình sẽ trang trí nó với lại mứt gừng nha. Và đây là món Medicia Latina. Và món thứ bảy sẽ là món Del Famoso, có nghĩa là The Famous. Và món này được tạo ra bởi Nathan Hinz ở Scotland vào tháng 6 năm 2017. Và nguyên liệu cho món này thì mình sẽ cần là một chai tequila blanco. Thứ hai mình sẽ cần là sweet vermouth, cái này quá quen thuộc rồi hả các bạn. Và thứ ba sẽ là một chai Fernet Blanco. Thì chai này có cái mùi của những cái loại thảo mộc rất là nhiều, tuy nhiên là nó có cái mùi của bạc hà nhiều hơn, và dưới cái nền của những loại thảo mộc, cho nên là nó gọi là Fernet Blanco. Và nó sẽ có vị kiểu hơi đắng đắng một xíu. Ok, và mình sẽ cần thêm một xíu nước đường và Angostura Bitter. Ok, bắt đầu pha thôi. Rồi, và mình sẽ khuấy món cocktail này lên, cho nên là mình sẽ ướp cái mixing glass nha. Luôn. Okay. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 45ml của Blanco Tequila. Sau đó sẽ là 22.5ml của Fernet Blanco. Cái mùi của những loại thảo mộc và cái mùi bạc hà dậy lên rất là thơm. Tiếp theo sau đó là 15ml của sweet vermouth. Sẽ cân bằng với khoảng 15ml của sugar syrup, hoặc là các bạn cho 10ml nếu mà các bạn không muốn nó quá ngọt. Và cuối cùng sẽ là high dash của Angostura Bitter. Mình dự đoán là cái món này nó sẽ kiểu rất là thảo mộc, cái mùi thảo mộc rất là nhiều, bởi vì các thành phần ví dụ như sweet vermouth nè, hay là Fernet Blanco, hay là Angostura Bitter đều mang lại cái mùi thảo mộc rất là nhiều. Sau đó thì mình sẽ bỏ đá vào và khuấy lên nha các bạn. Beautiful. Và đây là món Del Famoso, The Famous.
Và món thứ 9 mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là món Concretator. Món này được tạo ra bởi một huyền thoại cocktail đã tạo nên những cái món cocktail rất là nổi tiếng cho đến tận bây giờ, đó chính là Sam Ross với những món cocktail ví dụ như Penicillin, Paper Plane hay là Too Soon. Và ông đã tạo ra món Concretator này ở Milk and Honey Bar vào năm 2008. Ok, và những cái nguyên liệu mình cần, thứ nhất mình sẽ cần một chai aged rum, tức là một chai rum đã được ủ trong thùng gỗ sồi. Các bạn có thể chọn bất kỳ brand nào cũng được ha, mình sẽ ở đây mình sẽ chọn là Bacardi. Thứ hai mình sẽ cần là một chai Blanco Tequila. Ok, và thứ ba mình sẽ cần là một ít sugar syrup, một ít lime juice, lemon juice, orange bitter, và cuối cùng sẽ là một trái trứng gà. Ok, bắt đầu pha thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ lắc các thành phần này lên, cho nên là mình sẽ ướp sét nha các bạn. Rồi, lần lượt cho các nguyên liệu vô. Đầu tiên sẽ là 30ml của aged rum. Mùi rum thơm quá. Và mình nghĩ nó sẽ là một sự kết hợp rất là tuyệt vời khi mà rum kết hợp chung với là tequila. Sau đó là 30ml của Blanco Tequila. Beautiful. Khoảng 10ml của lime juice và 10ml của lemon juice. Và sau đó sẽ là khoảng 15-20ml của sugar syrup. Beautiful. Hai dash của orange bitter. Và cuối cùng sẽ là một cái lòng trắng trứng. Ok, mình sẽ cho lòng trắng trứng vào bên cái tin này nha. Mà tránh trường hợp ví dụ như nó thúi thì mình cũng không có bị hư mấy cái rượu kia, chỉ cần lấy chai khác là được. Ok, và do là có lòng trắng trứng thì mình sẽ dry shake trước nha các bạn. Sẽ thực hiện dry shake là shake không với đá, shake không đá. Mùi thơm quá. Sau đó thì mình sẽ bỏ đá vào và lắc bình thường thôi. Hơi lâu nhẹ một xíu. Thường là khi mà lắc lòng trắng trứng thì nó sẽ khó vỡ bởi vì nó nén hơi ở trong, nó sẽ bị cứng cái sét. Rồi. Và mình sẽ double strangling nha. Beautiful. Và cuối cùng thì mình sẽ trang trí nó bằng một lá cam, lá chanh, tùy theo các bạn thôi. Mình sẽ trang trí bằng một lá cam nha. Và mình sẽ cắt zigzag nó.
Beautiful. Rồi mình chỉ cần kẹp vậy thôi. Và đây là món Conquistator. Và món cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn là một món mà chắc chắn là sẽ làm các bạn rất là bất ngờ. Món này rất là đơn giản nhưng mà uống rất là ngon. Nó tên là Mexican Firing Swag. Và Mexican Firing Swag là một trong rất nhiều món cocktail được ghi chép lại bởi Charlie H. Baker. Và Charlie H. Baker là một nhà du lịch vòng quanh thế giới nè. Ông là một cocktail writer và ông là một nhà nghiên cứu về lịch sử. Thì theo những ghi chép của Charlie H. Baker thì món Mexican Firing Swag được tạo ra La Cucaracha Bar ở Mexico vào năm 1937. Ok, bắt đầu pha thôi. Và nguyên liệu của món này thì mình sẽ cần là một chai tequila blanco. Thứ hai, mình sẽ cần là grenadine syrup. Thứ ba, mình sẽ cần là một ít soda. Và cuối cùng, mình sẽ cần lime juice. Rất là đơn giản luôn ha. Bắt đầu pha thôi. Ok, và mình sẽ lắc cái món cocktail này lên cho nên là mình sẽ ướp sát nha các bạn. Mới nãy mình giới thiệu quên giới thiệu một cái nguyên liệu, đó chính là Angostura Bitter nữa. Ok, và bây giờ thì mình sẽ ướp sát nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 60ml của Blanco Tequila. Sau đó sẽ là 22.5ml của lime juice. Tiếp theo sau đó thì là khoảng 15ml, 10 đến 15ml của grenadine syrup. Và sau đó sẽ là 2 dash của Angostura Bitter. Rồi. Yum. Thêm một chút grenadine nữa. Beautiful. Rồi, và mình sẽ sử dụng một cái ly cao như thế này, mình cho một đá vô, sẽ lượt tất cả vào đây. Cuối cùng thì mình sẽ top up nó với lại một ít soda nữa này. Beautiful. Và cuối cùng thì đơn giản, mình sẽ trang trí nó với lại lá chanh thôi. Đơn giản mà ha. Và đây là món Mexican Firing Swag. Ok, và đây là 10 món cocktail của ngày hôm nay. Sorry các bạn vì một cái video nó khá là dài ha, nhưng mà mình muốn làm tập trung để mà cho các bạn có thể dễ tìm hơn trên YouTube. Ví dụ các bạn tìm tequila cocktail thì các bạn cũng có thể ra được một cái video như thế này, và nó tổng hợp 10 món cocktail các bạn có thể làm tại nhà. Và những bạn nào mà muốn mua rượu thì các bạn có thể nhấn vào phần link dưới phần description. Mình có để link ở dưới đó thì các bạn có thể mua rượu ở đó luôn nha các bạn. Và ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thử cái món thôi. Infante, Dead Man Handle, Medicina Latina, Mexican Firing Swag, the famous Del Famosor, the Conquistador 212, Harry's Matador, và cuối cùng là Siesta. Ok, bây giờ mình sẽ thử món Siesta trước nha.
Ok, bây giờ mình sẽ thử món CS Star trước nha. Cái mùi của tequila nó rất là thơm, chung với lại mùi nước ép bưởi, hòa với lại cái mùi của Campari. Nó hơi đắng đắng nhẹ một xíu, chua, ngọt và đắng. Và mình cảm thấy là tequila kết hợp với lại bưởi và chanh rất là thơm luôn. Bưởi, chanh và Campari hay là Aperol rất là thơm luôn. Khá là hợp lý. Tiếp theo là món Matador. Matador này là có tequila, pineapple juice và lime juice, 3 thành phần thôi. Đầu tiên cái mùi pineapple juice vô rất là dậy lên. Theo sau đó là cái mùi của tequila rất là thơm, và chua chua ngọt ngọt của chanh và đường. Đơn giản mà hợp lý. Còn đây là món Harry's Matador. Cái mùi tequila rất là thơm, tequila reposado. Bạn sẽ cảm nhận được rất là nhiều, gọi là cái tầng mùi vị của nó rất là rõ luôn. Nó gồm các thành phần là bitter nè, tequila Remanier với lại dry vermouth. Thì đầu tiên khi uống vào, bạn sẽ cảm nhận được cái mùi của tequila rất là thơm. Sau đó là cái mùi của dẫn theo sau đó là cái mùi của Remanier, là cái mùi cam. Rồi và sau đó cuối cùng vẫn là bọc hậu lại cuối cùng, đó chính là dry vermouth rất là thơm luôn, rất là thơm luôn các bạn. Trời ơi, thích cái món này quá. Mới đầu uống vô thấy sẽ hơi nồng, nhưng mà sau nó chuyển thành mùi cam dễ chịu, và cuối cùng là cái mùi êm dịu và thơm, rất là thơm của dry vermouth. Ôi ngon quá. Đây là món 212. Đây là món 212 thì đơn giản chỉ là tequila, Aperol với lại grapefruit juice thôi. Ngon đơn giản. 212 khá hợp lý, dễ pha. Đây là món Conquistator, có lòng thánh trứng, có tequila, lime juice, lemon juice. Và đây là món Conquistator, có lòng trắng trứng, có tequila, có 8 rum, lime juice, lemon juice. Yep. Cái mùi của tequila kết hợp với là cái mùi của rum khá là hợp lý, và nó đẩy cái mùi của rum lên rất là nhiều. Tequila thì nó không quá nổi ở trong cái món này, nhưng mà nó đẩy cái mùi của rum lên rất là nhiều, và cái lòng trắng trứng làm cho nó hòa tất cả cái vị lên, hòa tất cả cái vị lại, và nó làm cho mình cảm giác giống như là nó cái form á, nó giữ cái mùi vị của cái ly này rất là tốt. Yep. Và đây là mình sẽ thử Infante đi. Infante thì đơn giản là tequila orange, là almond syrup với là chanh thôi, nhưng mà nó giống như là một cái gì đó khác của margarita hay là Tommy margarita vậy. Cái mùi của orange rất là dậy lên, và nó làm cho nó kiểu làm cho tequila cái ly cocktail này kiểu hơi nutty một xíu. Khá là thú vị. Tiếp theo sẽ là ly này là gì ta? The Famous. Chắc là mình sẽ nhớ nó là The Famous thôi. Còn Del Famoso thì nó hơi khó nhớ một xíu. Cái mùi của Fina Blanca thơm quá.
rất là nhiều mùi thảo mộc, bởi vì mình sử dụng Fenaplanker là mình sử dụng sweet và mướt, là mình sử dụng Angostura Bitter nè. Mùi tequila không quá nhiều nhưng mà nó có rất là nhiều cái tầng mùi vị, và mình nghĩ là nó khá là thú vị, và nó dành cho những ai thích dạng giống như là những cái ly cocktail như thế này thì nó sẽ dành cho đa số nhiều người, mọi người. Còn những cái ly ví dụ như ly Harry's Matador này hay là ly The Famous này thì nó sẽ thích hợp với những người nào thích uống và chiêm nghiệm nhiều hơn á. Hơi đắng một chút, cảm giác nó hơi đắng một xíu nhưng không sao, mình nghĩ là nó khá ngon. Dead Man Handle giống như là Infante nhưng mà nó có thêm Apro vô. Dễ uống hơn, không phải là dễ uống hơn nhưng mà nó nổi bật cái mùi của cam và orchard, nó kết hợp với nhau nó khá là thú vị. Nó rất là hợp lý khi mà kết hợp chung với lại cam, tequila và orchard. Nếu mà so giữa Infante với lại Dead Man Handle thì mình có vẻ là mình thích Dead Man Handle hơn. Đây là món Mexican Swag. Okay. Bây giờ thì mình sẽ thử là Mexican Firing Swag. Trời ơi, quay 10 món xong mình thử 10 món đuối luôn á. Cái mùi của tequila kết hợp với lại tequila chanh và grenadine, nó đơn giản thôi nhưng mà nó khá là hợp lý luôn á. Sao ta, dễ uống, và cái soda nó làm đẩy lên mọi thứ lên rất là nhiều. Món này ngon nha. Những cái thành phần rất là đơn giản, mình nghĩ nó là đơn giản nhưng mà nó khá là ngon và uống đã nha. Cuối cùng sẽ là Medicina Latina. Thì nó giống như là penicillin như vậy. Ôi trời ơi. Rất là thơm. Mình cảm giác giống như là nếu mà không nói á thì sẽ có bạn nhầm lẫn giữa penicillin và Medica Latina. Tại vì khi uống vào cái mùi khói rất là nhiều. Cái mùi khói của Mezcal, trời ơi, cái mùi khói của Mezcal rất là nhiều và rất là thơm luôn. Rồi sau đó là cái mùi của tequila pha với lại honey syrup và pha với lại ginger syrup, trời ơi. Với lại cái mùi cái chua của chanh nữa. Nếu mà trong 10 món này mình thích món nào nhất thì mình sẽ chọn Medicina Latina. Mình cảm giác mình khá là thích cái việc mà một những cái món cocktail mà có nhiều tầng mùi vị một xíu á, nên là top 3 của mình có thể là Harry Matador và The Famous, nhưng mà top và Medicina Latina, nhưng mà đây sẽ là món mình yêu thích nhất. Ok, đây là 10 món cocktail về tequila. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin lỗi các bạn vì đã làm một cái video rất là dài. Bởi vì mình còn thiếu các bạn rất là nhiều video, ở khoảng 4 video ở những ngày trước, và mình cũng muốn là mình làm nhiều video để mà mình có thể ăn Tết chung với gia đình, nên là mình dồn nhiều món vô một cái video quá. Nếu mà các bạn cảm thấy là video này quá dài thì xin các bạn thứ lỗi nha. Và đây là 10 món cocktail về tequila. Có những món thì các bạn có thể tự làm tại nhà vẫn được. Và chúc các bạn là sẽ có một cái Tết thật là ấm no, thật là hạnh phúc, và sẽ có thật là nhiều cái cuộc vui để gắn kết mọi người lại với nhau. Tuy nhiên là nhớ là drink responsibly, là tức là uống có trách nhiệm nha các bạn. Có trách nhiệm với tất cả mọi người, với người uống chung với mình, với gia đình mình và với bản thân mình nữa. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã chú ý theo dõi đến tận bây giờ. Nhớ nhấn like và subscribe để theo dõi mình, đồng thời là theo dõi cái chuỗi video mình đang làm nha.
Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.